Hay vậy em? Bạn nghe làm sao anh biết được? Anh tin hả? Muốn đọc không? Người ta thích em thôi chứ. Hôm nay anh không hề muốn những chuyện tình yêu chúng ta đang có những giây phút rất buồn đã đến với nhau trong sự lặng im. Thế bây giờ mình nên cách xa trong im lặng. Nhìn những thứ đáng lẽ là của riêng ai mà lúc này anh thấy em trao tặng ai? Người hãy nói tất cả là tại anh sai đi, để khi xa rời anh không thấy đau trong lòng. Thật lòng ngỡ bên nhau trăm năm, cớ sao mọi chuyện đi quá xa xăm. Tồn tại giữa cô đơn không em là điều rất khó. Phải chăng đã thương em yêu em quá lâu nên giờ chán ngán tên nhau? Em đã không cần anh bên cạnh về sau. Ngày còn ấm yêu thương bên nhau chẳng bao giờ ngờ sẽ có hôm nay. Nhìn giây phút em quay lưng đi thật sự buồn lắm. Trời xanh mong hôm nay cho mưa giấu đi lệ nhòa trong lúc chia xa. Em cứ đi đừng lo anh chẳng sao mà. Nhìn những thứ đáng lẽ là của riêng ai mà lúc này anh thấy em trao tặng ai? Người hãy nói tất cả là tại anh sai đi, để khi xa rời anh không thấy đau trong lòng. Thật lòng ngỡ bên nhau trăm năm, cớ sao mọi chuyện đi quá xa xăm. Tồn tại giữa cô đơn không em là điều rất khó. Phải chăng đã thương em yêu em quá lâu nên giờ chán ngán tên nhau? Em đã không cần anh bên cạnh về sau. Ngày còn ấm yêu thương bên nhau chẳng bao giờ ngờ sẽ có hôm nay. Nhìn giây phút em quay lưng đi thật sự buồn lắm. Trời xanh mong hôm nay cho mưa giấu đi lệ nhòa trong lúc chia xa. Em cứ đi đừng lo anh chẳng sao mà. Thật lòng ngỡ bên nhau trăm năm, cớ sao mọi chuyện đi quá xa xăm. Tồn tại giữa cô đơn không em là điều rất khó. Phải chẳng đã thương em yêu em quá lâu nên giờ chán ngán tên nhau? Em đã không cần anh bên cạnh về sau. Ngày còn ấm yêu thương bên nhau chẳng bao giờ ngờ sẽ có hôm nay. Nhìn giây phút em quay lưng đi thật sự buồn lắm. Trời xanh mong hôm nay cho mưa giấu đi lệ nhòa trong lúc chia xa. Em cứ đi đừng lo anh chẳng sao mà. Em cứ đi đừng lo anh chẳng sao mà. Thank you.
cười.